Ok các bạn, thì như các bạn cũng lên các trang mạng như 24h.com cũng như Zing nhá, rồi các trang mạng khác, thì bây giờ nó cũng lên một cái vấn đề, đó là Phúc XO á. Thì các bạn biết Phúc XO là một người nổi tiếng với cái biệt danh là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam á. Thì mới đây thì các báo đưa lên là sáng ngày mùng 10 tháng 4 thì Phúc XO đã bị công an bắt, phòng cảnh sát hình sự BC02 thành phố Hồ Chí Minh ập vào quán XO Pharaon trên đường Trường Chinh, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thì do anh Trần Ngọc Phúc sinh năm 1983 làm chủ để kiểm tra hành chính. Tại đây cảnh sát đã tìm thấy nhiều vật nghi là ma túy. Phúc XO cùng thêm 100 người đã bị đưa về các cơ quan để điều tra. Quán karaoke XO Pharaon này là do Phúc XO thiết kế 6 tầng, trong đó có nhiều phòng được thiết kế cho các dân chơi bay lắc. Đó. Thì các bạn biết rồi, thì cái gì cũng vậy thôi. Khi mà mình nổi tiếng lên thì rất có nhiều người để ý, và khi người ta để ý rồi thì người ta sẽ soi mói. Nên là cái điều mà công an mà lần đến Phúc XO thì cũng cũng là điều bình thường, đúng không các bạn? XO là một người rất là nổi tiếng, và trên các trang mạng bây giờ bạn lên YouTube bạn thấy nổi tiếng. XO là một dân chơi nghiện vàng các bạn, là Phúc XO xem vàng như một cái mệnh phong thủy của mình. Đặc biệt ngoài ra anh ta còn sở hữu rất là nhiều các siêu xe, trong đó có 2 chiếc dát vàng được đặt trong quán XO và 2 chiếc Ducati.